Truyền thông phòng khám cha tự thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 5 năm 2024, thầy Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, với lòng biết ơn sâu sắc, phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị nhà hảo tâm trong và ngoài nước, những người nhà nuôi bệnh nhân ung thư đã và đang dành cho phòng khám sự quan tâm giúp đỡ to lớn trong thời gian qua. Sự đóng góp quý báu của các vị chính là nguồn động lực to lớn giúp phòng khám ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa, góp phần mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, hỗ trợ hiệu quả cho công tác hỗ trợ điều trị chăm sóc bệnh nhân ung thư. Đặc biệt, phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin tri ân đến các vị đã nhiệt tình tham gia vào hoạt động vệ sinh các phòng chức năng, khu vực nhà chờ, bệ thờ Chúa và cha Pedro Nguyễn Văn Tường, góp phần tạo nên môi trường khám chữa bệnh sạch sẽ, khang trang, ấm áp. Với tinh thần tự nguyện, sự hăng hái và trách nhiệm cao, các vị đã dành thời gian công sức quét dọn lau chùi bàn ghế, bệ thờ 3 lần mỗi tuần, góp phần tạo nên không gian thanh tịnh trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính đối với Chúa và cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Tấm lòng cao đẹp, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm cộng đồng của các vị chính là nguồn động lực to lớn để tập thể các thầy thuốc, nhân viên phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tiếp tục nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, góp phần mang đến cho bệnh nhân ung thư những dịch vụ y tế tốt nhất, giúp họ chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo và hướng đến cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Một lần nữa, phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin được gửi lời cảm ơn chân thành và lời trân trọng nhất đến tất cả các vị nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Chúc các vị luôn dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Sáng nay thầy muốn sinh hoạt với tất cả quý bệnh nhân và người nuôi một chút trước khi mình khám bệnh nha. Hiện tại thì trên bàn đây là có tập ba lô với tập học sinh. Thì đây là cái chương trình của phòng khám kết hợp với hội khuyến học của xã Vinh Kim để trao tặng những phần quà cuối năm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học tập tốt đó. Thì hồi trước á, cha Phêrô Nguyễn Văn Tường với các thầy á, có những cái chương trình mà cha rất là coi trọng vấn đề giáo dục. Cha mong muốn làm sao cho các em học sinh có cái động lực và phấn đấu để học tập tốt, để sao có thể lo được cho bản thân, lo cho gia đình, lo cho xã hội. Đó là cái mong muốn của cha. Thì các thầy cũng thấm nhuần cái lý tưởng của cha. Và những cái chương trình cha làm thì các thầy cũng mong muốn làm sao mình cũng sẽ tiếp bước cha để thực hiện được những cái chương trình mà cha trước đó cha đã làm. Thì ở đây trên bàn của các thầy đó là tập học sinh nè. Cái tập này dành cho 48 em học cấp 1. Lựa chọn cái màu xanh là để cho bé nam hoặc là bé nữ cũng có thể sử dụng được, chứ không có chọn màu xanh với màu hồng, mà chỉ chọn một màu thôi, là lấy màu xanh cho dễ sử dụng đó. Ví dụ như bé nam mà có lấy cặp màu xanh thì cũng sử dụng được, bé nữ cũng vậy, bé gái cũng vậy đó. Những cái cặp rất là đẹp. Đây là dành cho học sinh tiểu học nha. Còn đây là ba lô. Ba lô thì dành cho những em học mẫu giáo. Có 48 em ở xã Vinh Kim mình được chọn ra 48 em học tiểu học và 30 em là học mẫu giáo. Thì những em nhỏ hơn thì sẽ có ba lô để các cháu có thể đựng chai nước hoặc là những cái vật dụng cần thiết ấy, ở trong cái ba lô này, nó rất là gọn. Còn ở đây là tập học sinh. Thì mỗi một em như vậy ấy, sẽ có được một lóc tập 10 quyển, cũng như là có một cái cặp hoặc là cái ba lô tùy vào cái cấp học của mình. Dự kiến là trong cuối tháng này đó là khoảng chừng 20 đến 24 là sẽ các thầy sẽ
kết hợp với hội khuyến học sẽ trao cho các em tại trường, trường cấp 1 và trường tiểu học ở xã Vĩnh Kim. Đó là cái chương trình mà các thầy đang kết hợp với một mạnh thường quân để thực hiện cái chương trình này. Và do cô Xuân đã tìm đặt mua những cái loại này cho các em, đó là chương trình đó. Còn thầy cũng nhắc nhở thêm về vấn đề mình đi khám bệnh mỗi ngày. Thì hiện tại là bắt đầu bước vào mùa mưa, cho nên là những cơn mưa cứ thường xuyên liên tục như vậy. Thì các bệnh nhân và quý người nuôi, chúng ta đi tới đây chúng ta phải mang theo áo mưa theo. Khi đi khám bệnh cũng như là đi ra chợ hay là đi đâu đó, chúng ta phải mang áo mưa phụ sẵn trong người. Và cái thứ hai nữa là do cái đường đi nó trơn trượt, tại vì cơn mưa xuống thì đất ở đây thì là đất ruộng là chính, nó rất là nhão lầy, cho nên là nó rất dễ trơn trượt. Quý bệnh nhân và người nuôi đi đứng phải cẩn thận nha. Bắt đầu từ cái đường đi vào phòng khám á, nó cách phòng khám này khoảng từ 300 mét á, thì bắt đầu từ đó vô tới đây là đường nó có đá nhưng mà nó cũng trơn trượt nhiều lắm, có nước động dũng. Thì quý bệnh nhân và người nuôi và kể cả sân phía trước nè là cũng trơn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này, các thầy chưa có thể nào làm cái sân đó được, bởi vì hiện tại là đang có chương trình xây cái nhà máy sấy thuốc, chừng nào dự kiến là cuối tháng này sẽ hoàn thành và sẽ khai trương để đi vào hoạt động. Thì cho nên tập trung vào cái nguồn kinh phí vào trong cái phòng đó là cho nó hoàn chỉnh. Thì cái đường lót phía trước này các thầy chưa có tiến hành làm, bởi vì nếu làm mình tiến hành mình làm sau khi xong cái đó thì cái nguồn kinh phí về gạo thuốc rồi bông gòn kim châm là sẽ bị thiếu hụt ngay, cho nên là các thầy chưa có làm cái đường đi phía trước cho quý bệnh nhân được, mà phải tập trung về lo cái phần gạo thuốc nước. Cho nên là những cái chương trình đó nó sẽ từ từ từng bước hoàn thiện, nhưng hiện tại thì chưa làm. Do đó là quý bệnh nhân khi mà đi vào phòng khám mình phải chuẩn bị những cái đôi dép mà nó có cái độ bám. Mình thấy những cái đôi dép nào mà nó đã bị mòn cái đế rồi đó thì không nên mang nha, tại vì mang nó rất là dễ trơn. Mình đổi cái đôi dép khác hoặc là đôi giày khác nó có cái gai và cái độ bám sâu á, thì khi đi đứng á, mình sẽ an toàn hơn. Cũng có nhiều trường hợp thì thấy trơn trượt thì thầy nhắc nhở như vậy. Còn về cái phòng á, thì hôm nay anh Keo đã dời qua được cái phòng lớn rồi, thì chút xíu nữa quý bệnh nhân khám bệnh á và đắp thuốc á, mình đắp ở trước phòng này nè, thì cũng chừa cái góc bên đây là cho bệnh nhân bên thầy quý có thể ngồi nha, chứ đừng xích qua bên đây quá. Còn cái phòng, hai phòng còn lại đó mọi người nhìn thấy hai phòng đó, cái chương trình của hai phòng đó là để dành cho cái phòng chức năng, tại vì trong khuôn viên của mình á nó cũng hơi hẹp, thì dự kiến á là các thầy sẽ nới ra hai phòng đó để làm phòng khám và có cái phòng chức năng trong đó. Và chức năng gì thì thầy sẽ công bố sau, tại vì chương trình nó sẽ tới đâu thì mình sẽ thực hiện tới đó, thầy không có nói trước, mình nói tới đâu mình làm tới đó. Nhưng mà tạm thời hai cái phòng đó các thầy sử dụng cho cái mục đích là làm phòng nghỉ ngơi cho quý thầy thuốc và thành viên của phòng khám. Bởi vì nó như thế này, hồi trước á, cha với các thầy sống chung với nhau, lo lắng là cha không có để cho một thành viên nào trong phòng khám với những người theo cha là bị thiệt thòi hết. Và đặc biệt là cha rất là trọng tâm với vấn đề sức khỏe, thì chính vì vậy các thầy mong muốn làm sao mà sức khỏe của những thành viên của phòng khám là phải khỏe mạnh. Thì sự khỏe mạnh đó, tinh thần thoải mái thì mới lo được cho quý bệnh nhân, nó không có bị gián đoạn, thì cái quá trình nó sẽ diễn ra nhịp nhàng. Cho nên là hai cái phòng đó là phòng nghỉ ngơi bên này là dành cho nam, còn phòng bên kia là dành cho nữ. Buổi trưa khi mà công việc xong hết rồi thì tất cả các thành viên trong phòng khám mình về đó để mình nghỉ ngơi. Rồi tới chiều rồi việc ai nấy làm, cứ ra thầy thuốc thì lo bệnh nhân, còn các thành viên thì cứ chương trình của mình cứ làm như vậy. Cái này nó rất là cần thiết,
Bởi vì hiện tại đó, các thành viên của phòng khám á, có người thì ở gần đây, ví dụ như các thầy Thanh, thầy Tiến, thầy Quý thì ở gần đây, nhưng mà các thành viên còn lại thì ở xa hơn, có người thì ở tới ở trên Trà Vinh lận, ví dụ như cô Út với cô Lan là hai thành viên đó ở trên Trà Vinh xuống đây một ngày, như vậy là phải đi cái cự ly là 20 cây số, hơn 20 cây số. Rồi anh Mao, chú Mao với chú Keo, anh Keo á, là đi cũng từ Duyên, từ nhà trường lên đây cũng khoảng 20 mấy cây số đó. Cho nên buổi trưa những thành viên đó không có về nhà mà ngủ nghỉ lại đây. Nhưng mà từ hôm phòng khám hoạt động tới giờ đó thì cái chỗ ngủ là chưa có, cho nên là có những cái giường đây nè, thì nằm la đó. Đôi khi trời nắng nóng quá rất mệt, cho nên thầy Thanh cũng thấy vậy. Có hôm thì tội nghiệp cô Lan ngủ không được, tại vì trời quá nắng á, nên cô Út phải chở cô Lan về tới trên Trà Vinh á, cách đây 20 cây số để nghỉ ngơi. Cho nên là thầy Thanh thấy vậy không có chịu đựng được, nên bắt buộc mình phải xây làm sao cho có cái phòng nghỉ ngơi với để đồ đạc trong đó luôn, để đồ sinh hoạt cá nhân của mình để trong cái học tủ, rồi cuối giờ mình sẽ lấy đồ đó mình mang về. Hoặc là buổi trong cái thời điểm mà đang khám bệnh như vậy nè, có khi sức khỏe không đảm bảo, có khi mình mệt, hoặc là có khi mình cảm thấy trong người mình cần phải được nghỉ ngơi, thì mình sẽ vô trong đó mình nằm một chút, mình nghỉ rồi trở ra làm việc tiếp, hoặc là ăn uống gì đó giữa giờ đó thì vô trong đó. Nên thầy Thanh thấy tạm thời cần phải có cái phòng nghỉ ngơi, nhưng mà ở bên ngoài thì thầy chưa có xây được, bắt buộc phải xây ở trong phòng trong này. Rồi khi nào mà ở bên ngoài á, thầy sẽ tìm một cái vị trí cố định nào ở góc nào đó, rồi xây cái phòng đó lên, xong rồi dời những cái phòng, hai phòng nghỉ này ra ngoài ngoài đó, thì sử dụng hai phòng này làm phòng chức năng, làm phòng chức năng để khám bệnh. Thì mỗi một giai đoạn thì sẽ hoàn thiện từng chút một, làm sao để phục vụ cho quý bệnh nhân mỗi ngày được tốt hơn. Cha với các thầy đã trao đổi với nhau rất nhiều, cũng như là những cái tâm nguyện của cha, các thầy hiểu những cái tâm tư tình cảm cũng như là những cái dự định của cha. Thì khi cha nằm xuống, các thầy vẫn tiếp tục duy trì cái hoạt động phòng khám, cũng như là sẽ thực hiện những cái ý nguyện của cha trước đó để làm những cái công trình như thế nào, hoặc là đường đi, hướng đi, rồi những cái mà cha mong muốn, thì các thầy sẽ từ từ lần bước thực hiện những cái điều đó. Cho nên là quý bệnh nhân mình mỗi ngày mình tới đây là có những cái niềm vui mới, bởi vì các thầy thuốc ở đây làm việc rất là nhịp nhàng và chu đáo. Thì thầy Thanh rất là mừng khi nhìn thấy cái công trình trong đây mỗi ngày nó mỗi hoàn thiện, và mỗi ngày cái việc chăm sóc bệnh nhân nó diễn ra được tốt đẹp hơn. Điều đó là các thầy rất là trong lòng rất là biết ơn và tạ ơn Chúa và cảm ơn cha đã luôn đồng hành cùng với quý thầy và với quý bệnh nhân. Thì một lần nữa thì thầy Thanh cũng mong muốn làm sao quý bệnh nhân mình phải từ cái chỗ mà các thầy giúp đã lo lắng tận tình như vậy đó, thì quý bệnh nhân mình cố gắng mình nghe theo lời các thầy để mình thực hiện đúng cái phác đồ, mình đừng đi sai. Bởi vì đi sai một chút là cái sức khỏe mình nó sẽ ảnh hưởng. Ví dụ như các thầy dặn bệnh nhân là tất cả quý bệnh nhân là không được ăn đạm động vật trong cái thời gian mình điều trị ở đây, kể cả khi mình hoàn thành phác đồ ở đây mình về nhà, tại vì nó ảnh hưởng tới sức khỏe, nó là axit, nó nuôi tế bào ung thư. Do đó quý bệnh nhân mình phải lưu ý là mình mắc căn bệnh rồi thì mình phải gìn giữ sức khỏe, ăn uống là cái quan trọng nhất. Cho nên là mình không được phép ăn đạm động vật trong cái thời gian mình ở đây. Và người nuôi nha, thầy đặc biệt thầy dặn người nuôi là cố gắng giữ phác đồ cho người bệnh, thì người nuôi cũng không được ăn đạm động vật. Để chi mình động viên tinh thần người bệnh mình. Người nuôi ăn thì người bệnh cảm thấy phấn khởi, ăn theo, ăn trong cái niềm vui, cái niềm có cái động lực đó, thì giúp cho cái quá trình điều trị nó diễn ra tốt. Thì thầy cũng nhắc lại cái vấn đề hôm bữa có nhắc đó, là về cái môi trường, vệ sinh môi trường, thì cố gắng quý bệnh nhân mình để rác có nơi có chỗ, đúng nơi quy định, và để cho cột bịch ni lông gom, đặng cho có người ta gom rác thì được tốt hơn, chứ đừng có xả rác bừa bãi. Và
hôm hồi hồi hôm cách đây 2 hôm thì thầy đi dọc ra ngoài đó đó, thì thấy có một số bệnh nhân nhưng không biết là bên nào, nhưng dù sao đi chăng nữa thầy cũng nhắc nhở là mình đi với thầy thấy là cái quai nón á là không có gài lại, đeo cái đội cái nón lên nhưng mà cái dây á không có gài, thì như vậy là nó sẽ không tốt nha. Cái đó là không nên. Mình đi ra đường là mình cài quai nón, mình phải đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo cái sức khỏe cho mình, lỡ như mình té xuống cái nón nó không gài thì cũng đâu có giúp ích gì được cho mình, nó rất là nguy hiểm nha. Cho nên là thầy không muốn nhìn thấy những cái cảnh đó. Mình tới đây mình đi chữa bệnh hoặc là mình ở địa phương á thì cố gắng mình phải chấp hành luật giao thông an toàn cho mình, không xả rác bừa bãi, không tụ tập đánh bài nha. Ví dụ như mình chán quá, mình ngồi mình không có việc gì làm trong nhà, trong phòng trọ đó, thì mình tìm một cái gì đó mình giải trí thì nó lành mạnh chút, chứ đừng có lấy bài ra rồi mình đánh mình ăn tiền, như vậy là không nên nha. Quý bệnh nhân và người nuôi nhớ nè, khi mình tới đây mình điều trị bệnh mình phải thực hiện đúng phác đồ ở trong phòng khám, nhưng mà về sinh hoạt mình ở nhà trọ đó mình phải để lại cái hình ảnh đẹp mình là bệnh nhân của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không, thì cái văn hóa của mình và cái những cái mà mình sống tốt đó nó sẽ để lại cái tiếng đó là cái tiếng thơm, để cho chính quyền, để cho người dân địa phương ở đây người ta thấy mình, người ta mới sẵn sàng người ta giúp đỡ, người ta thương. Chứ mình tới đây mà mình làm cho mọi người khổ là người ta nhìn thấy nó nói trời ơi đó, mấy bệnh nhân của phòng khám lộn xộn lắm. Cho nên là làm như vậy thì mang tiếng phòng khám và mang tiếng luôn cả những sau này cái việc mà người ta muốn giúp mình hay gì đó người ta cũng ngại, người ta không có sẵn sàng. Mình phải tỏ cái sự tinh ý của mình một chút, và mình phải chỉnh chu trong cái từng công việc của mình, từng cái lời nói của mình, và làm sao cho mọi người phải yêu thương mình thì mọi người sẵn sàng giúp đỡ. Đó là thầy khuyên tất cả quý bệnh nhân là như vậy. Dùng từ khuyên thì nó cũng chưa gọi là chính xác, bởi vì trên thực tế là các thầy là thầy thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân thì bệnh nhân tôn trọng các thầy, nhưng về tuổi tác thì các thầy vẫn là những người nhỏ tuổi. Ở đây quý ông bà thì lớn tuổi hơn, thì các thầy chỉ góp ý thôi, các thầy chỉ chia sẻ thôi. Thì có gì mà sơ suất, có gì mà giống như là những từ đó thì có thể nó xúc phạm á, hay gì đó, thì mong quý bệnh nhân và người nuôi bỏ qua. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời.
chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.